các bạn bố trí cái bom bom siêu bẫy, mình cũng để cho nó chạy bộ ở khu vực phía ngoài này nữa. Minion bắt đầu dồn vào để cứu em Queen, nhưng tất cả cũng chỉ có thế thôi, em Queen bị mắc kẹt rồi. Như vậy đây là một trận thi đấu một sào quá ngon luôn các bạn nha. Oán ăn đòn no luôn bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở tuần khác nha. Hello, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu bay mà giúp cái ạc này của mình về đích với 867 ở trên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới đấy các bạn. Đấy, tốt nhất từ trước đến nay của mình luôn. Trong top 1.000 người chơi giỏi nhất thế giới đấy. Cúp cao nhất thế giới đấy. Ok, 5883 các bạn nhé. Thì mẫu bay này đây. Hôm qua mình đã làm một video rồi, nhưng mà đấy là ở ạc khác các bạn. Đấy là cái ạc mà ở đây, ạc mà ở Úc này là 987 với 5862. Còn hôm nay là ạc khác nữa. Thì đường link của mẫu bay thì là cái này này. Mình sẽ giới thiệu cho anh em cái này. Một mẫu bay thủ một sao cực kỳ ổn áp luôn. Và nếu các bạn thấy thích video này của mình, để lại nút like, share, đăng ký nhé. Đây là kiểu ring bay nha các bạn nha. Ok, đường link của mẫu bay mình luôn chia sẻ cho anh em phần mô tả video rồi. Các bạn thoải mái bấm vào copy về sử dụng. Anh em nào có nhu cầu về vé vàng đây, thì 3 giờ chiều này anh em cứ liên hệ mình múc nữ hoàng rắn. Mình đã làm video rồi các bạn nhá. Bên cạnh đó có những gói ưu đãi trong này này. Đó, anh em múc nhanh thì kịp nhá. Múc nhanh đập tướng mắc đi ở những nhà chính thao 13-14 đấy nào các bạn. Và mình chưa đủ đồ chứ không thì mình cũng đập thằng kinh này lên rồi. Ok anh em ơi, đến trận chủ nhà nào. Ok, đây là một trận đánh bằng Lavaloon các bạn ơi. Sợ thế nhỉ, đi Queen Lavaloon đấy, không đùa được với nhà chùa đâu. Và những cái mẫu bay này thì các bạn có thể về chế lại hoặc là thay đổi. Ví dụ như ở đây thì X-Bow anh em có thể bố trí là cho nó phòng không chẳng hạn. Ở đây là vị trí ở đặt ở đây các bạn. Thì những cái lều thợ xây này nó nằm rất sát với những công trình quan trọng nhất ở khu vực trung tâm. Cái cơ quan đầu não là khu vực trung tâm này. Để mà nó hẹo là đứt. Nhưng mà nó không phá được thì là nó sẽ teo. Ví dụ như ở đây, việc cắt góc không ổn, bố trí Valkyrie cắt góc không ổn. Sucelu thì có thể là đã xuyên thẳng và đâm thủng được vào rồi. Nhưng khu vực nhà chính, ba thợ xây đập cấp tập luôn các bạn nha. Thợ xây này là anh em ưu tiên nên nâng cho nó mắc cấp độ trước. Thì nó sẽ bảo kê làng của anh em cực kỳ ổn áp. Và các bạn có thể thấy là đốt toàn bộ ở đây rồi. Đốt hết các bạn ơi. Này thì chơi chúng tôi này. Một pha gồng đại quản giáo luôn cho đại quân bu vào. Nhưng bu là bu lệch rồi chứ nó có vào nhà chính đâu. Đi lệch hẳn luôn các bạn. Toàn em Queen bây giờ có nhiệm vụ là phải chơi được khu vực nhà chính. Nhưng khi mà chơi vào khu vực nhà chính thì gặp đội ngũ X-Bow với cả là Inferno trên nhà nó đốt cho nhức người luôn. Em Queen chạy vòng rồi. Đấy, chạy vòng theo xương. Các bạn bố trí cái bom xương bẫy, mình cũng để cho nó chạy bộ ở khu vực phía ngoài này nữa. Minion bắt đầu dồn vào để cứu em Queen. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế thôi. Em Queen bị mắc kẹt rồi. Như vậy đây là một trận thi đấu một sào quá ngon luôn các bạn nha. Oán ăn đòn no luôn bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở tuần khác nha. Tiếp theo, vâng, tướng tá cũng hoành tá tràng phết. Đây là đơn vị lính bộ nữa. Nãy đánh bay rồi, giờ chơi lính bộ đây. Ok, và như vậy là họ tấn công từ hướng 12 giờ đổ xuống các bạn nha. Tấn công từ hướng 12 giờ đổ xuống. Nói chung là mẫu bay thì mình luôn chia sẻ cho anh em hết cái nào hiệu quả. Vâng, các bạn có thể thấy không? Bốn thợ xây đập hết tất cả các công trình luôn. Rất căng cò luôn. Điểm mạnh của cái mẫu bay này là thợ xây vẫn sẵn sàng chiến đấu. Vâng, chơi động đất với xét với chúng tôi thì giờ này không ổn đâu bạn ơi. Bạn chơi thì bạn phải chơi dứt điểm luôn, không là bạn sẽ hẹo ngay lập tức. Rồi họ dồn toàn bộ quân vào hướng ở khu vực trên 12 giờ đổ xuống các bạn. Ui ôi, khét lè lè. Ui dồi, gắt đây. Vâng, một pha gồng và toàn bộ quân bảo kê chơi vào đây rồi. Mà lính thủ nhà của mình sử dụng có cả Ice Golem nhưng mà cũng có cả Super Witch nữa các bạn. Vâng, rồi bạn đã phá được khu vực nhà chính rồi. Vâng, tỷ lệ phần trăm phá hủy cũng khá cao. Lên tới 39% rồi. Cố lên nào.
Vâng, sắp đủ 50 là được hai nháy đấy bạn ơi. Úi trời. Vâng, quân thì rất đông và hổ báo nhưng cuối cùng thì không còn gì ở đây nữa. Em Queen vẫn đang thoi thóp thôi và đã gồng rồi. Toàn bộ công trình phòng thủ chơi đó. Và như vậy là rất may trong tình huống này là đội quân sinh đẻ cũng không có kế hoạch. Wish chạy hết được cả khu ra phía ngoài. Quá đỏ cho thanh niên. Chứ không thì tên này là một sao cầm về rồi. Vâng, 49%. Vâng, như vậy là còn xương ở đây mới ăn được tròn 50. Chứ không thì vâng, một thằng thợ vâng khỏ là không kịp. Và quá đỏ cho thanh niên bế được 2 sao chứ không là 1 sao nhà này luôn. Quá ngon anh em nhá. Đường link mẫu bay có hết trong phần mô tả video nào. Ok, bây giờ đến lượt Pebobat nữa cho anh em test máy này. Căng cò và ngon nghẻ luôn cho các bạn nhá. Nói chung là cứ có mẫu bay nào ngon là mình sẽ làm video cho anh em nhé. Anh em cứ thoải mái yên tâm bấm nó copy về sử dụng bình thường, tất cả đều free hết anh em nhá. Cách tải như thế nào thì mình cũng đã để ghim bình luận rồi, với cả là mô tả video, anh em cứ thoải mái bấm về chơi thôi. Sẽ lưu có mặt trong tên này. Và như vậy là đội bạn dồn vào cái hướng mà nhiều công trình phòng thủ nguy hiểm nhất, tức là ba cái Inferno nó dồn hết ở đây. Và như vậy là tung ba spell vào cuộc luôn. Vâng, quá hổ báo cá trồn rồi. Vâng, thanh niên ôn in luôn. Vâng, sợ thật đấy. Bao nhiêu rơi vào đây tôi đốt hết. Bắt sạch. Vâng, nó lưu được không ạ? Nó lưu được luôn nhỉ. Vâng, pha gồng này quần áo khá căng và nhai luôn khu nhà chính rồi. Sợ quá. 47% rồi đấy. Gắt thật. Tướng tá khỏe nguyên. Giờ bắt đầu gồng kinh để chơi cái mỏ chim rồi. Úi giời ơi, cậy vẫn còn hồi máu để bơm mà. Vâng, thanh niên càng lắm. Sợ đấy. Pha dồn đàm tấn công khẽ lẹt lẹt. Nhưng bây giờ thì đội quân vét rác là không có. Có thể tiêu diệt được những cái công trình phòng thủ quan trọng nhất, nhưng mà để ăn được hết 100% thì nó khó lắm. Như vậy thì là bây giờ đi xúc bờ quản giáo rồi. Rồi, đấy. Anh em thấy hay, thích thì cứ để mình nút like, share, chia sẻ, đăng ký và đừng quên ấn vào chiếc chuông nha. Hàng ngày vẫn livestream video đều các bạn ơi. Ok, tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với cả nhà này nữa nào. Trận này là đội bạn chơi lính là bằng mặc bà tướng khét. Khét đấy. Lính mắc sạch rồi. Quẩy đi nào bạn ơi. Như vậy là dồn quân tấn công từ dưới này bụp lên. Nguy hiểm quá bạn ơi. Dồn tất cả tấn công, bịt lại. Và các bạn có thể thấy là những đơn vị lính của mình là Wish này, Super Minion này, Ice Golem này. Đó. Chơi tung tóe vào. Vâng, đội bạn đóng băng liên tội luôn để dồn tất cả cái góc dưới 6 giờ này đi lên. Đấy, nãy giờ là có rất nhiều trận đánh với những cái hướng đi quân khác nhau, kết hợp nhiều combo khác nhau để công phá vào cái mẫu bay này rồi các bạn nhá. Vì anh em xem chia sẻ mà không biết đâu được, trên đường đời tấp nập vô tình để vỡ được luôn cái bay này, thì vâng anh em cố gắng một cách chui vào, đừng có để một nháy nhá. Rồi, như vậy là mút được khu nhà chính rồi. Nhưng các bạn cứ để ý đi, ăn được nhà chính xong thì cái phần trăm phá hủy nó vẫn chưa nhiều đâu, mặc dù nhà chính nó là một khu trung tâm. Kiểu ring bay này nó rất là khó chịu như thế các bạn. Rồi, đội bạn, đội quân là lực lượng là vơi đi khá nhiều rồi. Còn mỗi queen chưa gồng rồi, còn lại tướng khác gồng sạch rồi. Hết bao thì mình bố trí là để mặt đất các bạn nhé. Gần thời lều thật xây này, chạy vào sửa nhanh lắm. Nếu mà các bạn mà đang có lều thợ xây mắc cấp độ thì nó sửa còn nhanh hơn rất nhiều nữa. Và chiều ngày hôm nay thì anh em có nhu cầu gì thì cứ liên hệ mình hỗ trợ múc cho vẽ vàng các kiểu các bạn nhá. Đường link của mẫu bay thì mình luôn chia sẻ cho anh em phần mô tả video rồi, các bạn thoải mái bấm vào copy về là sử dụng thôi. Easy game các bạn ơi. Những ưu đãi như nó vẫn có nhá, múc nhanh còn kịp nào. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video và livestream sắp tới. Và chiều nay chúng ta vẫn chắc chắn là khám phá mẫu bay video về vẽ vàng nhá.